Bài số 24 là chúng ta đi đếm bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ từ n số nguyên được nhập từ mảng một chiều. Thì đầu tiên thì các em phải làm gì? Các em phải nhập được mảng một chiều, đúng không? Thì mình nhập mảng một chiều thì code đã có sẵn rồi. Thì đầu tiên mình khai báo là in a max, rồi biến n và biến n ha. Thì mình define cái max là 100, có nghĩa là cái mảng này mình sử dụng là tối đa là 100 phần tử, mình sử dụng bao nhiêu cũng được, miễn hơn nhỏ hơn bằng 100 phần tử là được. Và chúng ta đi tiến hành nhập vào trong cái mảng một chiều. Và các bước này thì chúng ta đã biết thực hiện rồi. Bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta là đã lưu trữ vào trong cái mảng A rồi. Thì bây giờ mình đếm xem cái mảng A đó có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ. Như thầy đã hướng dẫn á, đầu tiên á, thì mình sẽ khai báo cái biến là gì? Đếm lẻ mình cho nó bằng không. Thì sau đó là cái đếm chẵn mình cũng cho nó bằng gì các em? Bằng không luôn. Rồi mình đi tiến hành là đếm chẵn đếm lẻ nè. Tức là đếm số chẵn và lẻ. Thì để đếm được á, thì đầu tiên là chúng ta phải duyệt qua cái mảng. Thì chúng ta for in y bằng không, ta khai báo biến y ở trong vòng for này thì tự động là thoát khỏi vòng for thì cái biến y nó sẽ tự hủy ha, tự hủy. Y nhỏ hơn n y cộng cộng, thì mình để xét cái nó là số chẵn hay số lẻ. Thì mình cái số chẵn là số gì các em? Số chẵn là có phải là số mà chia 2 bằng 0 không? Số chẵn có phải là chia 2 dư 0 không? Thì như vậy mình sẽ thực hiện phép toán là tính mod thôi. Rồi. Số chẵn như vậy là AI mà mod 2 bằng 0. Nếu AI mod 2 bằng 0 thì nó là cái số chẵn, thì mình tăng cái biến điểm chẵn lên. Điểm chẵn mình tăng lên 1 thì mình là điểm chẵn cộng cộng. Cộng cộng thì tức là nó bằng, thay vì mình ghi là điểm chẵn bằng điểm chẵn cộng 1 thì mình thay thế là điểm chẵn cộng cộng được các em. Là hai lệnh nó tương tự nhau ha. Thì nếu nó không phải là số chẵn thì nó là số gì? Số lẻ thôi. Thì ngược lại nó không chẵn thì là số lẻ, thì mình tăng cái điểm lẻ lên. Rồi sau đó thì mình xuất là cái gì? Tổng số chẵn. Số chẵn thì mình cho nó là, xuất ra cái biến là điểm chẵn rồi mình cho nó xuống dòng. Và tương tự tổng số lẻ thì mình cho nó là cái biến điểm lẻ. Các em tính xong rồi các em mới xuất kết quả nó ra màn hình. Tổng số lẻ là điểm lẻ. Thì sau các em có xong, các em chạy debug nó một cái. Bây giờ nhập vô n bằng 6 1 3 2 1 7 9 0, thì mình sẽ đếm được tổng số chẵn của mình là 2 số và tổng số lẻ là 4 số. Đây là một trong những cái thuật toán đơn giản. Và các em tiến hành khi mà thực hành để làm quen với mảng một chiều. Và mình sử dụng cái nhập xuất này để mình tính toán những bài toán khác nữa. Rồi, các em code vào trong máy tính nha.